Thì xin thưa các bạn là tôi hồi giờ tôi đi làm là bằng chính cái đồng tiền mình làm ra để đi đóng góp Cho cho cô xã một trái hội. đất tờ thanh thôi. Nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. Quý vị cũng vừa rồi thì quý vị cũng lo lắng cho tôi, thì vừa rồi anh Dũng cũng đã nói với quý vị rằng là tất cả những cái gì thì chúng ta nên trở lại một cuộc sống bình an, và tôi cũng không muốn trở thành một người phụ nữ gọi là ăn nói không ra gì hay là tầm thường. Thì thông qua một cái cuộc chia sẻ như thế này thì tôi sẽ trở lại, bởi vì nụ cười đã tắt đằng sau nước mắt. không ai cấm tôi lên công chúng. Tôi sẽ trở lại chia sẻ với quý vị về cuộc sống, về hạnh phúc gia đình cũng như những cái talk show mà tôi đã từng làm trước đây, để mong mang đến một cái sự vui vẻ, một hạnh phúc, một cái bình an đến tất cả cộng đồng quý vị trong và ngoài nước. Với cuộc chiến đến đây thì chúng ta nên dừng lại, và mọi thứ là hãy để cho pháp luật giải quyết.